hãy nhấn đăng ký kênh giúp mình có động lực làm clip mới nha cả nhà. Thêm cả kênh TikTok nữa nhé. A hi hi. Hello, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh Channel One. Thì hôm nay mình lại trở lại với tựa game Don't Stay tôi cái đời mọi người. Ai, giờ này là vô mùa thu rồi. Chuẩn bị chiến hơn em. Ok. Đây, tôi đã trở lại ở đây. Mùa thu. Mùa thu thì không có gì đáng sợ. Trời ơi. Có từ heo. Có điều đặc biệt là bấm di chuyển không di chuyển được. Ừ, con chó. Không lắc hay là tôi đang mở tiếng Việt nên nó hiểu đó, thành đấu giống như dấu chấm hỏi. Ây da, ây da. Ok, ok, vô khô máu giết mấy mắt bớt. Ở đó của anh á mà anh để lan ra quá, không tốt. Mấy đó nó cắn thú rồi tán lạng. Rồi, nay thời tiết cũng khá ok. Nên tiếp tục con đường thăm ngàn. 3 hours later. Sắp tới mùa đông anh em ơi, về nhà lấy đồ để giữ ấm nha. Về nhà lấy cục đá giữ ấm cũng được, đỡ qua mùa đông. Má ơi, sắp tắt đốt rồi, úi chà. Nhiều quá. Không có đơm đớm, đơm đớm. Mộ đơm đớm. Giờ mình đang đào mộ là rip luôn. Giờ ráng kiếm thiệt nhiều trái cây, kiểu mùa đông đến mà không có trái cây ăn. Ừ, là vô xuống hang nữa. Mùa đông sống bờ không xong hay nè, xuống hang cái gì không biết. Không có xuống hang thiếu gì, thiếu mạng để tồn tại. Đó thấy chưa, nó xuống hang thiếu gì đó, thiếu cái nữa chết á. Xong nhặt bông. Tại sao? Thì chết không có bông. Anh nghe không hợp lý thế nào. Ừ, qua đá rồi anh em ơi, chết tiệt. Qua đá rồi. Mùa đông lạnh vãi. Nhiệt độ 5 độ C. Nhiệt độ 5 độ C. Đang ở trần vậy di chuyển 6 độ C. Không ráng nhặt thêm tí cỏ thôi chứ sao, ở 7 độ C là được rồi. Sống rồi. Về. Ồ, ra nó vô chỗ đá. Vô đá để hồi sinh được quá ta. Ok. À, nó, mà em không được hồi sinh lại đa bãi đá cũ á, kiểu vậy. Ngon, hồi đây, hồi bữa đây để mình lụm cỏ. Ừ, cái bãi mấy bãi đá nãy có cái não heo chết á, cắm lên á, cái bãi đá là để sống á. Hồi sinh được một lần đối với một người trên mỗi cái đó đó. Ừ, thấy rồi, có tiếc. Giờ mình nên nghĩ đến mùa hè đi, nghĩ đến mùa xuân mưa gió đi. Mùa đông thì quá đơn giản rồi. Tất cả sẽ chết cống, người ta biến thành ma. Người ta bay qua bay lại đến, chờ đến mùa xuân đến. Mấy cỏ này trồng được nha, lấy cái sẻng xúc về lấy trồng được. Ủa mấy con dơi nhìn ghế vậy. Ủa trời ơi, mấy dơi bự vậy. Ghê trời. Mình đúng sợ luôn á. Lên bờ nó quắn mình lại kìa. Hôm này không có chỗ để treo người. Mình chỉ có quắn mình vậy thôi. Nó treo mình lên đánh thì có. À mấy con này như lấy cái sẻng xúc lại lên á. Em nhớ là lấy sẻng xúc lại lên. Lên một chục chuỗi á. Cái xong mình chọn là giết nó hay là để nó. Giờ chim mùa hè là chim
Mấy chim này là chim tuyết không? Mấy chim màu trắng là chim tuyết, là chim mùa đông. Nãy mùa hè là được con chim màu tím tím. Còn ở dưới là con chim màu vàng. Còn mùa đông là con chim lạnh quá, bay màu luôn, thành con chim trắng trắng. Chim tuyết. Ừ. Dạ, mai mai chưa đến cục nữa nha. Ghê chứ à. Giết nó một bảy hút em nó không được nhiều hết, nó mà còn mà chết nữa. Kiểu mùa này ráng đi farm thật nhiều được. Chưa lạnh lắm á, ban ngày á thôi, ngày thôi nha, không có đêm. Đêm là lạnh vãi vì luôn. Nó giới hạn chỗ luôn. Ừ, giới hạn chỗ nó mọc theo khu ý là nó có thời gian nó hồi phục á. Nó hơi căng. Căng vấn đề tài nguyên các bạn. Đấy, chơi càng nhiều thì tài nguyên mình sẽ hao càng nhanh á, nên mình sẽ cố gắng là farm thật là nhiều để sẵn là để anh em có sử dụng. Ây da, cái hang nào về nhà ta? Chết rồi, cái miệng màu đỏ mới về nhà. Tiêu rồi, 4 độ à. Cái miệng màu đỏ mới về nhà. Đâu mua được bị ngọt đồ đó không? Được. Mà không biết về được không thôi. Ráng. Rồi cái miệng kìa. Chưa, mới chiều à. Về ráng về. Yes. Giờ thôi. Mừng quá. Giờ rồi. Ôi trời ơi, giờ tới nhà cái đốt lửa lên. Ây da. Lạnh rồi. Ủa, chanh lửa đó. Nhà có lửa không? Nhà có mặt trời là chanh lửa. Về, nhà có mặt trời, về với mặt trời thôi. Cái gì vậy? À, cái nón nó quen, nón nó bữa tôi nhặt xác lụm ra. Ủa mà sao người không sáng vậy? Mua. Ghê, xin hiệu đây là sao lùng. Ủa, không là mặt trời mà, nó ghi sao lùng nè. Cứ sao lùng đấy. Cứ nào dịch sao lùng ra. Mặt trời đàng hoàng. Cháy như thế mà đi sao lùng. Không có bỏ đồ bên đánh là cháy đấy. À, bỏ đồ gần là cháy luôn hả? Ừ. Ghê vậy. Trời giá ơi. Dạ, vẫn lạnh nha. Xin để hiểu mẹ đây là mặt trời. Đó, mặt trời nha, coi kỹ nha, đây mặt trời nha, lại gần là cháy luôn á. Ờ giờ bỏ đồ mới cháy, mình không cháy. Ok, mình đang lên 15 độ rồi nè. Khá là ổn rồi. Ủa sao não hơi tụt ta, lúc lên lúc tụt ta. Ủa là gần lửa não lên nè. Não lên theo kiểu súng luôn á. Rồi thấy không? Trời ơi, nó lên bắn đùng đùng luôn nè. Được rồi, mặt trời là lên não nha. Ừ kìa. Dưới ta mặt trời soi sáng. Được nha. Trời ơi. Ok thế nhờ. Dạ, cái rương không đẹp bây giờ, đi xa mặt trời là giảm hả? Ủa, ông mới làm cái rương xấu. Cái rương hơi bị đẹp á. Xây nhà đi, tôi quá skin cho. Ok. Chèn gỗ, đúng rồi, làm gỗ làm cái bộ giáp được. Để xí con chó lại là mà. Đó, da mùa, ủa, hay da nó biến thành gì, nó biến thành siêu dịch. Oh my god, wow. Đó, dịch đúng bệnh luôn. Dịch nó đi mở map á, có bị lạnh không da? Không sợ lạnh hả? Vậy đi em, thẳng tiến đi em, đừng sợ. Đi mở map đi, mở thật là nhiều map. Lạnh dưới trời. Đứng đây không lạnh á, đứng kia lạnh vãi biển. Để đây đứng gần nha, cái cho nó ám tí mình chạy ra mình sinh hoạt làm việc. Đó. Củi, rồi sắp xếp đồ đạc nè, lúc này sắp xếp đồ đạc nha. Chi già, lạnh dưới trời. Đúng lạnh luôn á. 7 tháng 1.
Tiết ghê luôn nè, tiết ghê luôn nè. Anh em nào đang lạnh nhớ về nhà nha. Tôi nhớ là tôi có một bộ cái đồ đeo tay trong cái gương của con chó. Đúng đúng chính xác. Đó. Hay quá. Lấy cuộn chỉ sửa lại. Đó, lấy chỉ sửa đồ. Đó, ngon lành. Sửa đồ được hết. Xôi. Đóng tiết liền, mưa tiết rơi cái đóng tiết liền nè. Nhanh thì chứ. Này, vô cái này coi mấy cái đồ mùa đông nè. Ở đây là đồ mùa đông. Tất cả những đồ mùa đông là những cái đồ này. Đuôi mèo làm được cái nón này, đuôi này thì làm được lông bò, lông bò. Áo hả? Nón hả? Ủa, mũ nồi. Ngon nha. Ui da. Không quýnh mấy kia nổ banh xác luôn hả? Ghê vậy. Đâu đâu một đỏ đâu. Đang ngọc đỏ trong chó, trong chó. Chitter á. Ủa, không lấy chưa? Tôi thấy không còn nguyên nè. Lấy rồi, đem. Ok, ok. Tôi nghĩ ngọc đỏ nên bỏ ở nhà. Hả? Ừ, mấy chuyện cục cũng đẻ trứng á. Mấy đó đẻ trứng. Cho khá là nhiều trứng. Đói hả? Rồi, đói rồi, đói rồi. Đói có gì ăn không đây? Không, không có nha. Đói không có gì ăn hết trời ơi. Nấu liền. Giữ chùm nấu ăn ở đây. À, à đúng, làm cái mũ tránh tụt não là cái mũ này. Dư quá này, làm mấy cái mũ này luôn. Mũ này để lên não á. Ủa anh không bỏ ở đây được ta. Mũ bông. Mũ bông để lên não. Ây da, không có thịt ta. Không có thịt, không có thịt. Ồ, cái nồi lên gấp, cao nhờ. Ghê vậy? Ghê vậy? Cái nồi sơn phết đồ dữ hả? Ông làm phép hả? Xin giới thiệu mọi người, đây là phù thủy lưng. Mụ phù thủy lưng. Vừa làm phép hô ra mấy cái nồi. Bông qua què từ lưa hộp dưa hết nè. Cái nồi trâu hơn không? Ú ghê vậy? Ghê vậy? Hay nha, hay nha. Ôi, bà phù thủy phù phép dữ à. Phù đó có ảnh hưởng gì không? Ảnh hưởng gì không? Không, làm đẹp thôi. À, vậy được, làm đẹp được. Không, em lấy trứng là không khác gì em khiêu khích mấy dịch hết. Mấy dịch rồi sẽ sống chết với em. Lựa chọn khôn ngoan là chúng ta sẽ không làm gì với đống trứng đó hết. Con da ở đây là anh lụm rồi. Ủa, da mày đâu vậy? Có bị lạnh không da? Ghê à? Còn dịch hả? Hay chúng ta là vừa hết là vừa chết đúng không? Vừa hết là vừa tới nhà hả? Nhà cũng không ấm lắm đâu nha. Đó. Đó, giờ tối đó, chiều chiều đó. Dịch da giờ tới, dịch da đó. Dịch da tới, ôn dịch. Ui, ui, nhảy kìa. Ui. Damn. Giờ sao ta? Giờ sao ta? Các bạn nghĩ sao ta? Nên chơi nó không ta? Nói, trời ơi, kiểu vụ nhện rồi ha, vụ nhện vô đụng VS chim cánh cục. Không biết được không? Được được được. Ủa? Đi. Ủa? Mấy con cục này. Ê, chơi sao quýnh chó kìa? Không sao, không sao, con chó anh hồi được. Đó đúng rồi, quýnh nó. Ừ, quýnh nó bay. Không được rồi, khô máu luôn. Không được, anh được, anh được. Ủa, sao vậy? Ôi, anh mười mấy con nhện không chết mà em chết. Chưa chết, anh chưa chết.
chó hả? Anh đâu biết đâu. Ủa sao con chó chết luôn rồi? Anh đâu biết đâu. Ủa sao con chó chết luôn rồi? Kìa, sao cháy vậy? Ủa sao cháy vậy? Mùa đông sao cháy vậy? Ủa chị chèn ngay cái chô đấy, cái sau lưng nó chảy. Ơ kìa. Chết theo rồi. Chèn sau lưng nó chảy. Ủa là vàng đổ nó cháy lan quá hả? Ừ. Đây là tín hiệu mọi người, đây là báo gia, báo gia vừa làm cháy hết mấy cái nồi mới vừa thổi bùa. Thiệt chứ sao về đứng nó chi vô chết vậy không? Trời ơi, tôi thiệt chứ. Thiệt đúng gia báo luôn á, về chết rồi còn báo đốt nhà đốt cửa, nó mất mấy cái nồi luôn, đã mùa này nó không có gì ăn rồi. Đang gần chết đói rồi, về tính nấu ăn mà giờ thấy cái nồi vậy rồi sao nấu? Rồi giờ có ai đói gần chết chưa? Chết thiệt chứ. Đâu rồi? Trời ơi, giờ sao ta? Càng quá anh em ơi, càng quá anh em ơi. Thiệt chứ không gì đây gì luôn á. Tiêu rồi. Mùa này chắc kiểu này phải bị disconnect cái văn nhạp vô lại quá. Dục nó nè. Cái phải rombat cái combat lại thôi chứ giờ sao căng quá. Nhưng mà chưa chắc còn được, còn được. Để tôi đập cái nồi ra, có tôi ba cái nồi chắc dồn mà được một cái á. Rombat có một ngày thì sao? Thiệt chưa, Euro chưa kịp đá chung kết nữa, tên này nó chà đồ nhôm rồi. Da nó chà đồ nhôm rồi. Nhanh thiệt á. Tôi thấy cái chân ếch này bỏ vô chưa kịp nấu nè. Rồi, bây giờ là chuẩn bị làm lại cái nồi. Theo kết quả mình nghiên cứu là sau khi đập ba cái nồi cháy là được một cái nồi nha. Tỷ lệ cũng kiểu được lắm rồi. Ok, tôi cúp đây. Đây anh nấu anh đừng, em đừng bấm vô coi anh nấu nha. Em đầy máu chưa? Mà ở nhà làm cái nồi cái rọi đèn chi da, ở nhà có đồ mà rọi đèn chi vậy? Trời ơi, thằng này hao thiệt á. Rồi có đồ gì giữ lạnh không em? Ây da, chết vậy? lộn. Tôi đập cái nồi rồi. Đây nè, cho cái nón nè. Đó, ăn vô tí ha. Giờ em máu gốc em nhiêu rồi da? 50. Thôi được rồi, để anh 50. Thằng ngã còn máu gốc dữ hả? Ừ, da 50 máu gốc. Cục lam dựng dưới kia. Anh đang đào mấy ngọc. Càng quá, giờ phải làm ống chích nitơ, đồ thối, ok, nitơ, đồ thối. Để cho anh lên máu gốc hả? Ừ, kiểu như phải làm những lên máu gốc. Anh là anh thủ nhiều lắm á. Anh thủ nhiều lắm luôn để làm ống chích. Ông già làm ở lâu lắm để anh làm cho da. Dạ hào quá. Anh làm doctor bất đắc dĩ. Để chích vào mũi vậy? Này da, để chích. Rồi. Ủa ống chích à, đây ống chích đây này da, chích đi da, đừng đốt nhà nữa da, còn có mấy cái nồi á, cái nồi đang đẹp bây giờ thành cái nồi da chích chưa, cái nồi cục bắp luôn á. Em chích rồi em trả lại nha, em chích đầy máu rồi em trả lại nha, để dành để mốt em chích tiếp chứ đây chắc không ai chích đâu. Đúng mình em chích luôn, em cất rồi để em dành em chích, từ bỏ người tôi nữa chứ. Rồi ok, cảm ơn em nha, cảm ơn em xài dịch vụ tiêm chích của anh nha. Đồ ăn nữa hả? Đồ ăn hả? Bây giờ đồ ăn. Rồi được, có đồ ăn luôn. Được. Nó phải cung chu cấp đầy đủ.
đó, ăn uống đàng hoàng, no nê để đi làm việc. Chờ tí nha, còn có cái nồi à, thông cảm đi. Nó ra cái là em lụm em ăn rồi em đi làm việc nha. Ơi cái gì kia kìa? Không lụm được đâu. Cái gì? À, hành tím, cà tím. Này giá đồ ăn này giá, ăn đi giá. Giá đâu rồi? Này nè, tự ơi đi câu cá nữa, tự ăn đi rồi đi câu cá. Sao không bỏ vậy nè? Trời ơi, ngọc xanh đâu đó, lụm vô. Đừng có nãy xét giá dân ra nha. Thì chứ. Không sao. Vẫn còn được. Trứng, lụm trứng. Ê, lụm trứng hả gia? Đừng văn bày chim bánh cục về được, nãy anh nhớ bày chim bánh cục bị giết hết rồi. Chưa. Bị giết bởi tụi gì đó. Không, chưa chết, bị giết rồi có chết, chưa chết hả? Chưa chết luôn hả? Ông lúc nào cũng trong tình trạng thiếu máu ông Luân. Ông trong tình trạng mười mấy máu. Mày giết luôn. Giết luôn. Không xây nhà cho ta, giết ta nữa. Đang đói. Ủa ông ăn thịt hả? Ông phải ăn thịt hả? Ăn gì cũng được. Không còn máu không nè, ăn sủi cảo nè. À tôi ăn từ đói thôi chứ còn máu đâu. Ăn thịt không mùi máu được. À ok. Con chó chết rồi để lại cục xương chó. Ủa con chó lát hồi được không ta? Con chó lát hồi sinh lại được không? Có chứ. Là nó hồi sinh ngay chỗ cái trụ luôn không? Cái trụ nó đúng không? Bách bệnh ngay. À chứ nãy tội nghiệp nó, tôi lấy nó tôi làm tôi làm tăng cơ cho tụi nhìn nhà anh, tôi đập bổ nhìn ba chó không chết đâu. Không có nhận xét. Tôi cứ ngỡ là nó sẽ tồn tại rất là lâu nhưng mà không, nó bị nhai ngấu nghiến luôn chứ đúng đời. Ông để nó tự hồi sinh em, mình dắt nó về lại. À đúng rồi, mấy ông có nếu mà mấy ông muốn mùa đông này mình chết nhanh hơn á, mùa đông mình chết nhanh hơn á là mình sẽ bấm vô trong cái nhà máy giả kim ha, cái mình làm cái đồ mùa hè á, cái mình đốt cái bãi lửa của lò thu nhiệt á, là anh em đứng vô là anh em lạnh chết luôn. Gì vậy? Dưới hang lạnh. Dưới hang phải lạnh chứ. Giờ đi hang thì phải nổi. Trên bờ còn tài nguyên, đi lượm đi em, đi vô hang chi. Bây giờ chuẩn bị clip lần 2 rồi. Rồi xong rồi. Má mày có cái điện cái gì vậy? Hay quá anh em ơi. Hay quá. Càng quá giờ. Đúng gia ba ông gia bảo dưới hang cũng lạnh nữa. Dưới hang chắc ấm lắm. Kêu là phải sao mà. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Già là biến hình ma, chết bởi lạnh, già là biến hình ma. Bây giờ, ông biết tại sao tôi kêu thằng em tôi là gia báo rồi đó. Ông thấy cái level báo của nó chưa? Cái tỷ lệ chết nó là 100%. Nó không thể nào mà tồn tại quá 3 ngày được. Tôi đi lấy làm cái gì vậy? Chú như lấy đèn chạy sau sáng màn đêm. Nhưng mà quan trọng em cô tự quyết định mình. Cái máu gốc em vẫn mất đó dài hiểu không? Máu gốc em vẫn không còn á. Kiểu vậy á. Gì cũng có đạo lý của nó vậy. À, ông anh già ở nhà đi qua đây lại làm cách tìm cách đi sinh tồn hồi máu thôi. Phiên live của tôi mà hầu như là có sự tham gia của của gia là chỉ có di chuyển ở nhà nấu ăn kiểu để có máu để cứu anh em rồi. Gì vậy? Dạ. Sao? Gia mày làm gì tắt đó rồi gia? À không nói nó tắt đâu. Ủa? Sao nó tắt vậy?
ảm nó tắt, má ảm nó tắt. Gì kỳ vậy? Đúng rồi, ảm lắm đấy, đúng rồi, ảm lắm đấy, ảm nó tắt cái gì. À, đừng có ám đi ra, ra đừng lại đây. Đừng có ám nó tắt lửa đó, đi xa cái đống lửa ra rồi ta tự hồi phục. Ừ, đứng kế chỗ anh đi, hao ra đi, đứng kế ngay anh đi, ừ đó. Rồi đứng đó nha, đừng đi đâu hết nha. Ê, già mày ám từ đầu ngõ ra tới đầu hẻm luôn á. Ồ, đáng sợ thiệt chứ. Tự nhiên lợi ám em nữa, xong rồi. Ôi, để suy nghĩ hồi máu rồi. Bà già, không bà già được lắm, bà già bếp bếp rồi. Bà già đang kiếm đồ ăn á, bà già phải tuột máu, tuột não để kiếm đồ ăn. Chưa nãy bà già có mấy máu đâu. Ý, nhà hết cỏ rồi. Ở đây còn. Ây da, đổi quá, mất máu quá. Rồi, hồi sinh cho da này da. Rồi. Đó, da đã sống lại. Yeah, chạy lại đóng rửa da, ám đóng rửa được rồi em. Nhiều máu? 50. À, không, mà cái điểm máu gốc của em còn da. Điểm máu gốc không còn đúng không? Ờ, còn 100 hả? Ờ, còn 100 chích đi. Chích đi lên 200 á. Ghê quá. Ờ, đừng nói nóng bằng á da, đừng nói nóng bằng luôn á. Mùa đông này lạnh lắm á, chứ không lạnh đâu em. Đất não rồi da. Nhặt bông này ra nha, đây nè, đây để tôi nhặt cái mày. Để anh trao vương miện cho em nè, đây. Đây. Ừ, nó cài hoa lên tóc đi em. xong đắp chiếu luôn. À, ông Lưng, ông biết cái trend mà cài hoa lên tóc không? Không biết. Cái trên TikTok này nổi cái trend cài hoa lên tóc á. Là ở trên đó là thấy đứa nào cài lên là đứa đó đi chết queo luôn á. Ghê lắm luôn. Ở chết tơ hồi nè. Ây da, có 2-3 đêm thôi. Cuối cùng nó gặp lại nó rồi. Có cái gậy quà skin mới rồi. Đây nè, cái này nè đúng không? Cái gậy skin nè, chì nè. Tôi không biết sao trong người tôi nè, đó. Không, cây khác cơ. Cây khác hả? Không, hết rồi. Ủa da có lụm cái gậy gì không da? Trong người em có lụm cái gậy gì không? Không có gì, không giữ cái gì hết à. Cắt cháy rồi. Dạ lấy ông chích gì dạ? Lấy ông chích cho em. Đúng rồi đúng không? Đủ rồi đúng không? À, giờ 135 máu, nghĩ là nên làm thêm cái cục để cứu anh em nữa. Có thể là sẽ chết tiếp. Mình phải hy sinh bản thân. Rút máu bản thân để cứu anh em. Đó, còn 5-6 máu luôn. Rồi bớt sinh đi ra. Đang khổ lắm đây nè. Làm gì có gì đâu mà cho không biết nữa hà. Ông có gì phổ độ chúng sinh không? Da nó đang thiếu quá, kiểu da đang thiếu cái gì đó để sinh tồn, ví dụ như gì để cho nó đựng lạnh á. Để thịt nấu sủi cảo đi. Còn máu thì từ từ tính, giờ máu là không hồi được rồi. Đánh boss nè. Giờ không đánh boss nổi luôn á, tính là mình sẽ được đi đánh boss vào mùa hè, mùa đông này tôi sẽ đánh được con boss giống bữa hổm. Boss một mắt. Con khác nè, đi đánh đâu? Có. Có hả? Được quá ta. Tôi cái giáp vũ khí còn có 5%, để tôi làm, tôi lấy cái chài đi. Ok, lấy cái chài. Giáp hả? Giáp gỗ đó, giáp. Ông 6 máu, ổn không ạ? Ổn. Ok. 3 hours later. Đây, tôi đây. Đâu. Đây. Anh này đi đánh boss rồi, anh em tự kiếm đường lên máu đi. Con gì vậy?
Ủa, ông triệu hồi hả? Ồ. Ông lấy cái đốm lửa ở nhà đi hay sao? Rồi, nói à. Ý. 10.000 máu. Con này quýnh ổn ta. Ừ, nhưng mà sắp chết rồi. Ừ. Sao con cù nó quýnh được không? Con cù của nó quýnh người không vậy? Sao tôi thấy đi theo ông kia nhịn ghê? Không. Cù không quýnh người đúng không? Ừ, con đấy. Quýnh nó mèo. Ghê quá. Ghê vậy. Ủa da. Ok. Ủa, có thịt. Ngon, có thịt nướng nè. Không quýnh mạnh vậy. Ủa da. Ê. Ôi, nó có kỹ năng nó băng à, ghê vậy. Vừa đến vừa chạy lên. Ok. Ơi, đừng, lửa thì được. Ủa, sao nó đổi chiêu tùm lum hết ta? Lúc thì quýnh cái kia, lúc thì múc mình ta. Ừ, con này có nhiều chiêu đó. Ơi, băng, được. Mà máu vậy? À, hồi máu hả? Hồi máu giờ có cái thịt bớt đói rồi chứ không hồi máu được. Ê, trời ơi. Ê, nó chuyển trạng thái kìa. Ôi, con túi kia ơi. Ờ, ngủ hả? Ủa sao ngủ ta? Rồi chết rồi, tôi chết rồi. À, tôi đã chết rồi. Ông có 6 hả? Hay vậy? Được quá ta, được quá. Ê, độ tôi cháy hết rồi. À, nà ní. Sao chết rồi đó? Ây da, banh xác rồi, trừ cái tủ lạnh nha, cái tủ lạnh vẫn còn gồng được. Không được, ok, tôi sẽ hồi sinh rồi tôi quay lại. A few moments later. Ok, cứu rồi, ban ngày tôi qua. Phải dậy chứ da, ít nhất phải dậy chứ. Sao, da 6 giọt hả? Ơi, sắp chết rồi, đói kìa da. Trong tủ lạnh còn gì không? Còn trong tủ lạnh còn gì ăn đỡ đi em. Chữa lành gấp anh em ơi. Ok, tôi qua nè ông ơi. Con nó còn máu nhiều không? Ôi, nó qua phay 2 rồi. Phay 2 hả? Ok. Tôi đang qua. Ra đây nó tuột máu rồi, không được rồi. Tôi phải có làm đồ chống lạnh mới cái. Ra đây mất máu quá. Trời ơi. Nó qua phay 2 rồi. Đừng chết hả? Không. Chờ tôi tí, dài dây, tôi cần làm cái bộ đồ chống lạnh, cái tôi chạy qua cái nón tai bèo, tôi chạy qua liền. Cái nón tai bèo chống lạnh mùa đông. Nón tai bèo, tai mèo chứ lộn, cái nón tai mèo. Cái nón tai mèo đâu rồi, mèo đâu rồi. Cú âm 15 độ, rồi. Mất máu không phanh luôn. Hả? Ok. Ngồi được tí máu không? Ngon rồi, nấu ăn được rồi. Ủa? Khoan, từ từ, cứu anh, hồi sinh đi. Là đây lấy trong này, trong đương nè, trong đương đầu, đương 2 vậy đó, có cái cục kia, hồi sinh anh cái. Đó. Đó, đương nào có cục thịt đó, cục thịt đỏ đó, bấm vô người anh được rồi. Anh nhớ anh bỏ đại trong đó mà. Trong một trong mấy đương này có đó. Thấy không? Không thấy cục thịt đó hồi sinh hả? À? Đó rồi, ok. Ôi trời ơi luôn á. Ra lấy đồ đi. À là ông
giờ tôi đi xa nhà là đi à, tôi đi xa nhà là tôi đi luôn á. À đây đây đây, đồ đây còn đúng không? Ú ngon ngon ngon, đây vẫn còn đồ, hên quá hên quá. Vẫn một còn cái rương tiềm mặn ở đây. Bé ai gọi em? Hay quá trời. Thì già ghê quá. Giờ mùa đông thì có một cái nồi hầm. Đúng một cái nồi hầm luôn. Thì chứ không có vừa không có thức ăn mà không có nhiều thứ. Không có nhiều thứ nữa ngoài thức ăn. Bất lực, bất lực. 12 người đò lon cái kia. Này giờ là bất lực không mày. Được. Hào án. Hào án. Mà được, chắc được, chắc được. Tôi nghĩ là tôi sẽ làm được cái đá nhiệt á. Gì hả? Sao da biến thành ma đó rồi da? Sao hết máu vậy? Là sao hết máu? Kiếm thức ăn mà chết luôn hả? Em lạnh lắm, em ở nhà em sống được rồi, em đi chi xa. Thiệt chứ, cho em hồi sinh kiểu... để cái hồi sinh đó... Đây nè. Ê, đâu vậy? Nè. Ở nhà đi, đừng đi đâu hết á. Để đói, lát nữa anh ráng anh kiếm thức ăn đem về. Anh đem thức ăn hai về tổ cho. À, bây giờ là làm đá nhiệt, đúng làm đá nhiệt. Tôi phải làm cái đá nhiệt mới được. Đúng không? Ồ, đá nhiệt. Đá nhiệt ơi. Ơi. Nice. Chó tới. Chó hả? Ây à. Why are you running? Why are you running? Chó ơi. Có chó em ơi. Comment kiki. Chọn lấy cái dạng, cái dạng đổi làm cửa. Thank you. Thank you Vinamilk. Oh, chó. Đánh chó. Đánh chó mà không cần nhìn mặt chủ luôn các bạn. Ok. Cái chó nhiều vậy? Ờ còn 4 máu luôn á. Vâng. Đánh chó còn 4 máu luôn á. Chết thiệt chứ. Nồi gì đây ra, nồi gì đây? 20 máu rồi, thôi cũng được đi. Có máu rồi được hết. Ây da, đồ đỏ luôn nè. Ngon đấy nha. Ây da, ghê vậy. Cái gì người chết nhiều được cô gái quá. Game nó hỗ trợ. Hỗ trợ tân hữu hết mình. 12 seconds later. Hết gì để cứu rồi nha, đừng chết nữa nha. Chỉ còn đúng sức ăn để qua ngày thôi đó. Nè, chó cái kem này ra ăn hồi máu nè. Đó, ăn đi, hồi 40 máu luôn á. Lẹ với bay. Yeah boy. Rồi, da lại biến thành ma. Thành người ta gọi là ma da. Ma da là dưới nước nè nha, này chích cạn quá vậy. Có đoàn xe trên điện thoại hả ta? Ủa ông Lương có đoàn xe trên điện thoại nữa hả? Có. Ồ, giờ biết luôn á. Không ông ơi, tôi không có chơi đoàn xe nha ông Phát Hoàng. Không có chơi trên điện thoại đâu, tôi chỉ chơi PC thôi. Nó không chơi được online. À, điện thoại không chơi được online. Chán vậy, nếu điện thoại mình chơi được online cái này thì ngon quá.
về nhà nè. Ủa? Ủa sao hành ma chó rồi da kìa? Kìa. Quá thú. Da quá thú về chết thành ma chó. Quá hải ly mà sao chết thành ma nhìn giống chó như trời. Rồi, để anh có 50 máu. Để anh bỏ 40 máu anh cứu chú. Ủa, đâu được. Phải có cỏ. Không có cỏ. Không có cỏ em ơi. Nhà là không có cỏ nè. Ok, đốt thì đốt quá. Nhà không có cỏ nha. Chưa từng. Days later. Sẽ cứu được. Ơ quên lộn. Làm tàu lao rồi. À. Rồi. Được cái cục nhớt rồi. Nhớt đâu rồi? Đây. Nhà gỗ để đâu không nhớ dạ. Có nhớ gỗ đâu anh không thấy gỗ em ơi. Còn quá hú mà đi cặp gỗ đi. Thừa thiệt chứ mới hồi sinh luôn đói bụng. Trời ơi là trời. Trời ơi hết đồ ăn luôn rồi da. Cây tươi nhờ. Months later. Đi nè. Đi qua trái ra, đi vô cái miệng hang đỏ này ra. Nhảy xuống cái miệng hang đỏ. À, bé được mở nhạc, có hàng bản quyền bị đánh á. Mở nhạc có bản quyền bị đánh gậy á. Ba gậy là gãy kênh á. Ừ, ba gậy là xong luôn á. Ok, vô anh em ơi. Lỡ đầu tiên. Ừ đúng rồi, đang phát trên YouTube á, đang phát trực tiếp trên YouTube này. Ok, đi tiếp không anh? Đây có một con này, cái này, đây. Đâu. Đó, kia, thấy không? Cái vợ nó đi, kia, đó. Chưa, để tôi đổi vũ vị trí vũ khí cái. Ok, đây. Ok, thấy rồi, vô. Rồi. À, đập chó, đập con này. Ok. Đập ba chó đi. Con chó tôi đấm này chết luôn. Mạnh mà, mạnh du lịch. Hai mã chạy nhanh vậy. Nó chạy như cái gì luôn á. Như cái Đứng lại. À, hai mã chạy như ngựa ta. Ok. Tôi đánh được cái rồi đó. Ủa? Không còn 5 máu luôn kìa. Cái gì không? Ngon. Ủa? Không được gì hết à. Được cái bộ phi tiêu à. Quái thiệt chứ. Đi qua bên kia đi, nhảy qua bên kia, còn cái con hai mã nữa. Cái gì vậy da? Gì chết? Còn con nữa, lụm lên não cái. Không, còn một con ở cái lỗ ở trên bên trái, mấy trên đó, nó có một cái lỗ nữa, nhảy vô cái lỗ nữa. Đừng nhảy lỗ đó nha, lỗ đó quay lại á. Đừng nhảy lỗ đó vậy, lỗ đó quay lại á. Ú, nhìn cái quần vậy.
Đó, cái lỗ màu tím anh em. Hiểu cái lỗ màu tím á. Đi. Nghĩ là sẽ ăn được hai ma đó trước trời tối á. Quá cái lỗ màu tím này. Cái chỗ gần nhà mà. Đây. Ủa đúng không? Tôi nhớ lỡ ra cái này mà. Đúng rồi, nó gần nhà chạy. Ủa? Mà đều còn nhà chứ đấy, còn nhà chứ đấy. Ủa? Quái. Đến hai nhà. Đây nè, đúng rồi nè, nó nè. Nãy tôi gặp nó đây nè. Đây. Ây da, đóng băng anh em ơi. Hoa đá còn tim rồi. Ây da, còn 17 độ C. Dạ. Đâu rồi anh em, rồi tôi cứu anh em đây anh em ơi. Ủa tôi đến đây anh đang dí không à? Bây giờ được cái mũ không ơi, nó chết rồi hả? Ủa? Ok anh em ơi, giờ được rồi. Trời tối hơi căng đây. Anh em ạ, mặc mù đây mày ngó này, mặc mù đấy. Đi vào đường nào? Gần nhà đấy. Đây này, cho cái mũ này, mặc cái mũ này được gì? Dạ, mà lấy cái mũ kìa. Đây. Lấy mũ đó, dạ, lấy mũ đó đi. Ừ, mũ đó đỡ lạnh hơn á. Từ nhà không ta? Ủa, đâu gần lắm, nhà mình xa mà. Chạy có tí mà, chạy có bốn gì cho tôi nào. Đâu, đúng không? Sao tôi thấy cái nhà mình ở đâu á mà. Đây. Nhà mình là cái cục trắng trắng kìa. Ây da, tôi bị đóng băng không ơi. Chết tiệt. Là sao bị đóng băng vậy? Không, chưa, 4 độ, còn được, chạy được. Chạy anh em. Chạy đi. Thấy rồi, đang chạy. Có hấp sáng, đi theo anh là có hấp sáng. Ủa? Không gì hấp sáng luôn ta. Liệm. Ê, không gì hấp sáng không ơi. Không làm, nuốt đấy, tới đây. Ây da, nó quýnh một cái sang chấn tâm lý luôn á. Đây, đi. Để làm đúng rồi. Ok. Rồi. Không có lý là. Thiệt chứ, quên. Không có gì hết, nãy đi quýnh lộn mà, đâu có đem gì đâu. Tôi nhớ đâu người, tôi còn cái đèn. Sao cái đèn, em có đèn không? Chạy ra sát ra biết. Đây này. Đồ đây. Ê, nó lấy lửa rồi. Ê, ai da té luôn rồi. Ai da, trượt dũng nước rồi. Gì hết. Sao ta? Giờ sao trời? Giờ chạy lại lấy đồ cũng không căng quá. Làm cái nước này. Giờ cũng đói 14 cái à. Đúng rồi. Ok. Tôi nướng thịt cái. Ok. Chịu khó mất máu. À, ăn thịt quái không ơi. Khổ quá rồi. Cái này kiểu như ơi nó lấy lửa kìa. Rồi. À, Phạm Duy chúng ta còn bé tí nè. Củi hả? Ok. Đây đứng ngay bóng ma chỗ anh này, đi theo anh, lại lấy đồ cái. À hay củi rồi. Ê. Con cheater đâu rồi ta? Đây. Đi lượm bớt đồ bỏ vô người nó. Lượm cái đá. Ừ, đến lượm bỏ đồ, có cheater mà. À giờ mà thấy đèn nè, có cái đèn rồi nè. Quái thiệt chứ. Sợ thiệt chứ. Giờ mới thấy. Móc chìa khóa đi cho. Thì móc chìa khóa đi đã đi cho, vô lừa đánh đi, cho qua nhé. Nào? Thì móc chìa khóa ấy. Ờ, móc chìa khóa hả? Ừ. Có đâu? Vô lừa. Cho vô lừa đánh đi, cái này.
À, đâu? Trong chapter này. À, cái đó hả? Cái đó là cho vua lợn hả? Ờ, à, nãy tôi có lộn được á. Mấy cái đào mù đen là cho vua lợn ăn được á. À, ok. Hợp lý nha. Kuya lợi lụm hết đồ của da để nó đỡ tốn công á, nó quay lại đây nó lụm xác. Ủa cái rìu của em là đâu cần đúng không da? Cái rìu của em là đâu 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 cần đúng không? Không, cái rìu đấy là rìu vĩnh viễn đấy. Rìu vĩnh viễn hả? Vậy là dục là phải đi lụm lại đúng không? Tại vì dục bà đi, da kêu dục bà đi. Ủa người lạ nguy hiểm, ai người lạ nguy hiểm, nó không cho lụm rồi. Cái người làm không cho lụm. Ok, giờ anh em ơi, giờ được rồi. Thì đi giờ đi anh về. Giờ anh em ơi. Get go. Ừ, nhà heo đây bị mấy nhà cá quýnh rồi tan nát hết rồi nè. Tự nhiên gậy chạy nhanh mà bóng ma ba gì kịp em. À, cái nhà ở đây. Nấu ăn thôi. Kiểu vừa khúc mà chuẩn bị lên máu được á, là cái khúc đó là chuẩn bị ra đi vậy. Nắm thiếu cục đá ta, cục đá phải đi đập tí đá về nấu ăn. Ra chờ tí ra, anh phải lo cho cái máu anh quá, anh không có máu không có cứu được rồi. Vậy em tự nhảy vô đi, về dắt được luôn á. Nhà sát bên mà. Đó, chạy về được mà, không sao đâu. Anh nghĩ là em chạy về được á. Dưới đẳng cấp sinh tồn nãy giờ em có thể tạo ra được, em có thể về được. Cái gì bộ đồ nữa à, nó lạnh hả? Trong shooter á, vô shooter lấy này đây đây không lộn này đó rồi nè, cái áo nè đó, áo rồi đó, giáo nè giáo cùi bắp đá gì có lụm rồi. Rồi đó, anh bỏ vô cái rương thứ ba đó. 6.5 hours later. Dạ. Ôi, bò bự vậy. Bò ngàn máu. Phải bò. Con bò yếu rồi nè. Không tính giết bò hả? Bò. Thôi. Ghê vậy, thịt bò nè, quá trời luôn nè. Đi tàn sát bò. Ok, đi giết bò thôi, mò chỉ có ngàn máu thôi mà. Được. Tôi da tôi bị lạnh rồi nè. Ủa sao của tôi không quýnh được bò ta? Nãy giờ tính ra đúng mình không quýnh bò luôn á, tôi quýnh không được. Nó không cho đánh nè, nó ghi gì á. Bấm control. À ok. Bây giờ nóng quá, lộn lạnh quá. Khoan từ từ, tôi lạnh quá nè, tôi da. Lạnh quá. Có cái nào để hết lạnh không vậy? Chị ơi. Tôi lạnh quá rồi, đang bị lạnh quá. Chết rồi, đóng băng rồi. Ông có đuốc không? Không có đuốc, có đèn nữa. Tôi đang bị rượt. Chết rồi, tiêu rồi anh em ơi. Đây, quay lại, đang âm 2 độ rồi, máu còn 5 rồi. Đây, hình quá. Lợi rồi, sống lợi rồi.
lên máu tí là tôi quýnh phụ được rồi đó, tôi còn ba máu rồi, trời ơi. Chị ta, nó lạnh nhanh dữ chị. Âm qua còn ba máu à. Ok, control đúng không? Control không quýnh được luôn, vãi thiệt. Ok, nhấp chuột trái quýnh được. Ok, khu này chân ái của ta, khu này được á. Nó phải cháy lan vậy tôi mới sống nổi, không chịu luôn á. Giờ chạy sao quăng khu này thôi. Giờ mở đèn chạy nhà chắc vẫn còn ok. Ok, tôi chạy về nhà đây, chắc là ổn á. 3 hours later. Sầu riêng. Gì vậy da? Rồi da lại chết. Da bị những chú chim cánh cục dễ hương giết chết. Vì lụm trứng, mày lụm trứng đó đúng không? Trời ơi, lại chết nữa rồi. Còn 5-9 máu mới vừa hồi được miếng máu luôn da. Chưa kịp làm gì thêm luôn á. Oh my god. 28 AM. À, mất máu nữa rồi. Ba giờ tới chưa? Còn sầu riêng với rắn đậu hạt cao rồi. Có sầu riêng nữa hả? Nhưng mà sầu riêng hình như nấu hết cả không được. Không, sầu riêng nó kiểu gì nó ăn không chưa với mấy món kia được. Nó cứ kiểu nào á. Đó, da nó hồi sinh, da nó quay lại. Được ngay hại nha. Ủa em lấy hết đá đi luôn hả dạ? Em bỏ đá em cái nào em xài em lấy nha. Đừng lấy hết đi, lấy hết đi nhà. Không có gì để cần, không có xài luôn á. Sói hả? Thì chết sói đúng không? Sói đúng không? Sói hay gì kìa, nghe nó gầm gừ kìa. Rồi sói ghê. Ui. Ây da, đau quá, chết rồi. Oh my god. Ôi, một bài luôn. Ở nhà có được cái cục hồi sinh á. Có. Chạy đi em. Nhiều quá, sói nhiều quá. Chạy luôn đi. Lát nó hết là lát biến mất. Chạy đi, tí nó biến mất. Ban ngày rồi. Nó... Quá nhiều con đó. Tôi có mấy cục hồi máu nhà để sẵn, ba bốn cục nè. Cái gì ông lấy ông hồi tôi với. À, còn sống da ghê với ta. Ghê dữ trời. Nãy đâu có giáp đâu. Ông ở nhà ông là cái nhà ông bỏ tôi có làm cái cục máu sẵn ở trong cái rương nè. Lấy ông hồi sinh tôi, cái tôi làm 4 cục 3 cục vậy. Đủ rồi. Có tôi làm sẵn rồi, nó sẵn luôn hả? Nó chỉ cần đập trong rồi bỏ trong rương á. Để trong rương 1, rương 2 vậy. Rương 2 với rương 2, rương 3. Hôm thứ 2, hôm 3 gì đó. Sống chết luôn. Đã hồi sinh. Em
mình chết rồi đúng không? Mua về đây còn được. Dụ qua nhà anh thật là nhà với lại. Dụ qua nhà anh đi không hành. À, ý là nó chết rồi đúng không? Đó về đồ luôn. Lụm. Lên nó lụm xác đi, lộn lên nó lụm đồ đi. Chứ lại đi farm đồ đi được rồi. Mấy con đó thịt thà này kia cũng đầy đủ rồi đó. Nấu một nồi đúng lâu luôn đó. Nấu hai nồi làm hai nồi nấu ăn có lý, nấu một nồi lâu quá. Gỗ quá. Làm cái nồi gỗ. Dạ lấy hần rìu đi phong gỗ, em dùng phần hần rìu em đi phong gỗ thì ta lấy rượu ngon phần rìu nên sử dụng rồi đó. Ai biết em làm sao có. Ba thử được nè, có nè. Lại lấy luôn rồi. Nhiều quá giờ xong đói đúng không? Vậy từ từ biến quá giờ để ta nấu chưa? Sủi cảo hả? Đói nhưng mà đâu có mất máu đâu, máu em mất ít đúng không? Máu đang ít đúng không? Nè đưa đó. Thôi lát nữa biến không có giờ rồi hồi hẳn kia. Đi cặp cây đi, đi cặp cây được đó. Nấm với lại trứng. Đi thăm cây cây. Biết hồi quá giật chưa? Nãy tao ăn vô cũng điên luôn chứ có giật đâu. Ăn vô cũng bệnh luôn. Ngát đâu quét. Đi vô rồi nè. Đi em đi. Ừ, em. Rưỡi gì hả? Rưỡi cổ điển hả? Ghê vậy. Ngon ta, rưỡi cổ điển. Chứ không cần cố gắng để làm cái rương đẹp, tự động cho luôn, đã nhờ. Em qua hai ly em quýnh đi, em đi phâm gỗ đi, Còn đêm đâu mới trời chiều mà. Lát nữa ban ngày đi lên kia farm đi, còn đi phân kia lụm đi. Anh xong rồi, xong nhiệm vụ rồi. Ở nhà cất tí, cất một ít quá. Nghe tè ré. Cái mũ đó hay biết có thông tin kìa trên đầu đó. Không có thông tin đâu mà cứ coi đi rồi áp dụng. Ủa hình quái vật em còn không vậy? Chứ hai tượng luôn hả? Ngủ rồi. Mà ngày mới cho được.
ông chích thịt hươu với rơm đúng không? Thịt hươu rơm là ông chích. Thịt hươu rơm là ông chích. À, hồng ni tơ. Ni tơ còn có mọc à? Làm cái lán ngủ hả? Đúng, làm nên làm cái lán ngủ. Gỗ dây thần gỗ dây thần gỗ nay nó nhớ biến hạnh kia kiếm nhà à? Nhà hết gỗ luôn rồi, nhà hết gỗ luôn rồi, nhà khan hiếm gỗ quá. Mấy đồ này mùa đông mới xài ra, đừng xài nữa nha. Đây. Chơi chim à. Ok. Không có nắm, hết nắm rồi. Hết nắm rồi sao, hết nắm rồi sao, rồi tí lụm. Ok. Chờ cái này thiếu gỗ da, đáng kiếm nhiều gỗ da, quá trời gỗ luôn, cũng được, đem về hết đi. Anh cũng đang cứ cố gắng đi tìm gỗ đây. Nếu một giờ nghỉ không ơi, một giờ nghỉ, mai làm. À, mai đầu tuần. Alo, ông đang dưới hang hả? Không. Ủa, chứ ông đâu rồi? Đang ở gần nhà. À, ok ok. Ơi, chắc nghỉ không ơi, mai chiến tiếp. Giờ ốp rồi, một giờ nghỉ, mai nhỏ em ngủ, mai nó đi thành phố. Ok, thấy máu tôi giờ cũng đầy cây rồi đó, 140. Ngày mai vô chắc để farm gỗ, farm đá để xây dựng hành lý đồ này kia lên, ngon lành ở nhà, nhìn tàn rồi. Nhìn chung là nhìn nhà mình xấu ấy biểu. Đồ đạc cũng sắp từ lưa, vô ngày mai chứ phải trang trí đồ tân trang lại mà được. Sau dùng cái phất trần hô biến nha, cho nhà đẹp đẹp. Tôi đang xây đây này. Ủa, xây rồi hả? Ui da, ui da, mấy cây mọc dữ vậy. Mắt ra dữ ta.
Có được gỗ gỗ rồi vậy à? Đem về được không á? Đem về được không á? Ừ, ban đêm rồi, thì ban đêm nó hỏi có đem về được không? Không đem về được thì chuẩn bị té thôi. Không có nắm là không ra được cái sủi cảo thôi. Sủi cảo là phải có nấm, nguyên liệu hơn quan trọng. Mấy cây một mắt cái này để làm gì tao, mình hay tôi thấy trồng cái này cái rau một nùi luôn á, thấy nó cover nhà cũng được lắm. Mà nó cũng quất mình luôn. Giết thôi. Ừ, tôi đang giết đây. Chỉ mấy con thôi, con mẹ thì vẫn để, lâu lâu nó quýnh quái lùa ra đó cũng được. Ok, chắc nghỉ quay. Rồi, về nhà chắc được rồi đó. Tẻ rồi. Rồi, mai gặp lại nha. Mai chắc heo giờ địa phương chắc vẫn 9 giờ rưỡi nha. Mai chắc được, mai chắc ổn áp. Rồi, nay có con nhỏ đó, chăm xong rồi chạy về. Chạy về tầm 9 giờ, 9 rưỡi con được. Ok, bye em nha. Dạ. Hả? Dạ bên này này. Đâu đều đi coi nhà trước. Đúng nên đi coi nhà. Mà đều không có đồ để xây trước. Ok. Có đèn không? Ơi quên, không có đèn, tôi không có đèn. Nên để lấy cái đèn. Mai thôi. Ok. Mai vừa vô giới thiệu ngôi nhà mới luôn rồi, vừa đẹp cho 500 anh em quan sát ngôi nhà mới. Ok, bao nha. Mai gặp lại đi. Ok, bye nha.